Cổ hít xong xem. Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ 3 xê đấu thứ 5. Một trận thi đấu mà quân là 4 cung ở trên bản đồ. Bên mình là phô hít, trong khi đó thì bên kia là một xăm và một sen. Đội bạn là có sen. Vâng, quân đội bạn là nhỉnh hơn. Có sen vẫn dễ đánh hơn. Cứ có sen là hơn rồi. Vâng, như vậy là đã có về hiệu đầu dành cho chim sẻ. Vâng, đúng là hiệu 4. Vâng, thế đội bạn sẽ là dễ đánh hơn khi mà sen là sẽ là nhà đánh chém. Nhà chim sẻ các bạn có thể thấy lên đất nó đang là khá xấu. Biết là mở bản đồ ra có cái có cái gì ngoài không. Hai dân đi dò luôn rồi khi mà đã có hiệu về quá sớm so với quy định. Đây là xê đấu chung kết, xê đấu cuối cùng. Đây rồi, có con voi. Phải là một đôi con. Một đôi đi. Ba con luôn đi. Thôi, chỉ là đôi voi thôi. Vâng, hai con hình như là hai con vừa cãi nhau xong. Mỗi con đứng à. Đây, đây, đây rồi, đây rồi. Ba. Vâng, ba con, mỗi con đứng một chỗ. Ờ, màu lăm chết dân. Màu lăm vừa chết dân kìa. Rất gần nhà chim sẻ, màu lăm là Summer. Chết hai, gặp hai sư tử thì chẳng chết. Vơ đâu mà không mà sống. Quả kìa, quả tận 12 giờ anh cứ chim lợn bịp cứ bịp em. Ô quả kìa, nó tận trên 12 giờ. Thiếu một đồ nữa, cần phải tìm một đồ nữa, ít nhất là 7 hiêu. Bầy hiêu cạnh rừng thì tươi. 25 dân. Nước 1 sẽ là cập phô và sẽ là đánh chém ở trận thiếu này. Summer chết dân. Đánh lô. Lô 1 chỉ đồ cho chim sẻ rồi. Bảo sao chim sẻ sẽ không đi dò. Chỉ bầy hiêu giữa hai nhà rồi. Đây rồi. Bảy hiệu to luôn, bảy hiệu 7 luôn, mắc binh. Thoải mái rồi. Xem màu 6 lên rất sớm, xem đánh chém rồi. Sang 22 giờ, à xin lỗi, sang lên quá sớm trận thua này. Chia sẻ đang muốn khung nhà. Sang sang bên này luôn sao? Sang bên này luôn cũng căng phết đấy. Kích đời 10 rưỡi.
Để tê luôn đi. Đúng rồi, rất cẩn thận. Nhưng cái chỗ này là chỗ rất dễ là bị lọt nếu như không để ý. Vâng, lưng được chặt gỗ rồi, bài rất rồi, đóng vào. Xem giờ vẫn chưa lên 3 xong. Hay FC à? Xem nô 1 nào. Căng lắm, xong vẫn muốn xem chim sẻ. Vâng, xem đang chọc được, lô 1 đang chọc được xem. Lọt con giò vào đây rồi. Không biết là có ảnh hưởng gì không. Đây rồi, dân của xem. Xem đã có lạc đà rồi. Không, chỗ này rộng là hợp lý, chỉ cần hai cái e chỗ này thôi là kín mà. Cánh rừng già kia là kín mít rồi. Đang muốn khung hẳn nhà vào. Chết thằng dân. Lạc đà đến. Lạc đà nó đến. Hai con đến luôn. Thế thôi, ta lại đen e đường này, ta về. Chém thủ luôn. Phải bo mà anh. Hai cái e thôi là kín rồi mà. Ra bo luôn từ đầu thì tươi. Không nghĩ là nó kín. Chim sẻ báo thì mới biết là kín. Mảnh máy của chim sẻ 32, khỏe. Summer cũng bắt đầu có tên quân đỏ. 4 đấu 4 thì Sam không có cửa. Nhưng chim sẻ đang muốn rút về, chờ đợi tân quân thứ hai. Trước cửa nhà sẻ có một con dốc rất cao. Tôi sợ bị gãi từ cái con dốc này xuống rồi. Đấy mà. Đen luôn cả G không? Đánh luôn, đây là cung hit. Cung hit chất lượng hơn là rất nhiều. Còn đạo quân trong nhà không ra bắn kìa. Rồi, bắt đầu có sự xuất hiện đến từ lầu 1. Rồi, sẽ là 2-1. Phải hơi xịt một tơi. Lạc lô 1. Lô 1 vẫn đang rất khỏe. Cái dốc này là cái dốc quá khó chịu. Gỗ nhiều lắm, không thiếu gỗ. Lô 1 cũng đang đây luôn rồi. Khó chịu thật, nó hết quần. Nhà cung bên này đã quay rồi.
Màn hình máy của lô 1 26 27. Khó. Resize thôi. Xe đánh yếu thế nhở. Trên này đánh yếu thật. Đánh như một tơn đi lỗi thôi. Cái tơn đấu là có 5-6 con cung đứng ở trong không bao không ra bắn. Phí. Vâng, bị dẫn trước 2-1 ở xây chung kết rồi. Chúng ta cùng chờ đến với xây đấu tiếp theo. À, trận đấu tiếp theo.